Rồi ok, hello anh em, chào mừng các bạn quay trở lại kênh YouTube của Rock F2P nha. Ở trong khoảng 1 đến 2 ngày tới thì mình có đi du lịch vài hôm anh em. Nên là mình sẽ ghi trước một số video cũng như là mình sẽ không có live stream trong mấy ngày tới nha các bạn. Chắc phải tầm đến thứ 3, thứ 4 mình mới về anh em ạ. Thì hôm nay ấy, khi mà mình lướt ở trên group Facebook Ride Kingdom Quốc tế thì mình có thấy một cái bài viết chia tay của boss Peppa nha anh em. Đó, Peppa Pig, đây là một cái nhân vật gọi là hoạt hình đúng không? Mình thấy là cũng khá là nổi tiếng. Và ở đây thì các bạn cũng thấy luôn là cái bức hình này đã được Peppa post lên trên group Rocky Đồng Quốc tế. Peppa ấy, thực ra cũng gọi là nổi lên trong khoảng tầm thời gian sau thôi, không phải thời gian đầu các bạn. Mình nhớ là Peppa bắt đầu có những nick đầu tiên trong trí nhớ của mình là từ Kingdom 2010. Thì sau đấy thì mình thấy Peppa cũng bay khá là nhiều Kingdom. Và hiện tại thì đang ở 2429. Và 2429 vừa rồi thì để thua 2377. Nên là Peppa có lẽ cũng vì cái lý do đó nên là quyết định tạm thời là nghỉ game. Và cũng có thể là nghỉ luôn. Nhưng mà tôi thấy là mấy ông chơi game này là cứ nghỉ một thời gian thì thấy quay lại. Thì ở đây các bạn có thể thấy cái bức thư này thì mình sẽ dịch sang tiếng Việt đi để cho anh em dễ theo dõi. Thì nội dung cái bức thư này như sau, đó là: xin chào gia đình 2429, tôi biết một số người trong vài ngày qua đã bối rối trước việc tôi thay đổi tên tài khoản và đang thắc mắc liệu tôi đã thoát khỏi trò chơi này hay chưa, có nghĩa là nghỉ game hay chưa đó. Tôi rất tiếc phải thông báo rằng tôi đã chính thức rời khỏi trò chơi và tài khoản của tôi sẽ sớm có chủ sở hữu mới. Khi còn ở Vương quốc, tôi đã được mọi người chào đón vào Kingdom 2429 và là người chơi vui vẻ nhất cái vương quốc này. Sau khi bị đánh bại ở KVK này, cái này Google dịch ấy, có những cái chỗ nó không thật sự đúng thì mình cứ dịch cho đúng cú pháp nha các bạn. Tôi nhận ra cái vương quốc 2429 đó đang dần tan rã. Tôi cũng rất muốn giúp Fadi tiếp tục xây dựng Kingdom 2429, nhưng thật không may, do một số hoàn cảnh trong đời thực nên tôi không thể thực hiện được lời hứa của mình. Vì mỗi câu chuyện đều có một kết thúc nên đây là kết thúc của tôi cho cả Royal Kingdom và 2429. Tôi thực sự cảm ơn các bạn đã ở 2429 vì đã cho tôi khoảng thời gian tuyệt vời này để thưởng thức trò chơi. Chúc may mắn cho tất cả các bạn, bất cứ nơi nào các bạn có thể đi. Đó, Peppa đã nghỉ hưu. Đó thì đây là cái thư chia tay. Như vậy thì gần đây các bạn thấy là cũng khá là nhiều người chơi nghỉ game. Thực ra thì mình nghĩ là game nào cũng vậy thôi, theo thời gian thì gọi là mỗi ngày luôn, kiểu gì cũng có những người chơi nghỉ. Tuy nhiên thì những người mà gọi là pao to này, bot đúng không, có tiếng nói trong cộng đồng thì khi nghỉ game thì đều nhận được cái sự chú ý. Theo như mình biết thì Peppa, nếu mình không nhầm, thì là người Canada đấy các bạn, kiểu người châu Á gốc Canada hoặc là người Canada gốc châu Á, mình không biết nói như nào cho đúng nữa. Và cái bài post ở trên group quốc tế này thì cũng nhận được rất là nhiều bình luận nha, và cũng rất là nhiều nick đã thả mặt buồn này. Ở dưới thì cũng rất là nhiều người chơi có chia sẻ cái việc là Peppa nghỉ game. Ở đây tôi thấy có ông bình luận là 2377 AKVL. Ok, Xrem AB đã thêm vào giỏ hàng, liệu Xrem có mua nick này không ta? Avic nữa, phở nữa này. Nick Peppa là cũng một nick rất là ngon các bạn, một trong nick ngon tôi nghĩ là cũng phải top của game tại đây, cũng là nick Big Boss mà. Như vậy là chúng ta lại có thêm một người chơi nữa nghỉ game. Và lý do nghỉ game mình thấy ông này bình luận là cũng khá là hợp lý đấy, đó là 2377 tháng 2429. Chứ còn nếu mà win thì chắc đã nghỉ. Vậy thì không biết là liệu anh em có tò mò là ở 2377 họ xây dựng vương quốc như thế nào, quản lý ra sao mà có thể khiến rất là nhiều Kingdom đã thất bại trước họ hay không? Thì cũng vào ngày hôm nay luôn thì mình thấy một cái bài viết nữa ở trên cái group Rise Kingdom Việt Nam. Đây là bài viết của King của 2377, một cái bài viết khá là dài và mình thấy cũng rất là tâm huyết nên mình sẽ chia sẻ lại các bạn. Đó, về nội dung cái bài viết này ấy thì các bạn có thể đọc ở đây, đó là góc chia sẻ một số mẹo nho nhỏ có thể có ích trong việc quản lý Kingdom. Hai mọi người, bài viết ngày mưa bão để anh em đọc giải trí chờ bão tan, cũng nhằm chia sẻ một số kinh nghiệm và một số mẹo mà mình thấy khá hữu ích cho các Kingdom, đặc biệt là các anh em đang muốn xây dựng hoặc build một Kingdom mới. Bài viết không có ý thể hiện gì đó cao siêu, chỉ là mình thấy một số thứ rất hay và nó giúp các leader có thêm các góc nhìn hoặc các số liệu để mọi người nghiên cứu thêm. Chỉ là mình đam mê những con số. Rồi ok, thì ở đây mình thấy là có một số cái dòng bôi đen thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu là những cái chia sẻ này là gì nhá. Đầu tiên, làm thế nào để phát tước vị một cách nhanh chóng và hiệu quả? Mình tin rằng các leader hoặc một số người sẽ tự có câu trả lời này rồi, vì thực sự thì nó bây giờ chỉ là một vấn đề cơ bản để giúp mọi người vận hành tốt một Kingdom. Tuy nhiên, hầu hết việc xin tước vị thì bạn đều cần gửi tọa độ thành phố của bạn để người phát tước có thể cho tước. Mình cũng đã từng nghĩ như vậy, nhưng hiện tại đã có những cao nhân giỏi hơn thế nhiều. Xin tước vị bây giờ chỉ bằng một câu
câu chat trên Kingdom Chat. Bạn không nghe nhầm, ý mình ở đây là bạn chỉ cần chat đúc vào trong Kingdom Chat ở trong game thì ngay lập tức bạn sẽ có đúc dù bạn ở bất cứ tọa độ nào, và bạn không cần gửi bất cứ gì khác. Bạn có thể xem hình ảnh mình gửi ở dưới và nó tiếp tục vi diệu khi bạn có thể dễ dàng tìm ra blacklist hoặc những thành phần phá hoại MGE Kingdom bạn hoặc bất cứ ai chỉ trong một nốt nhạc. Dựa vào mẹo này, bên mình cũng biến tấu nó thành một số mẹo khác để quản lý các tài khoản lạ và tài khoản farm. Ở đây thì mình xin bình luận một chút, đó là cái việc mà các bạn chia sẻ tọa độ hoặc các bạn xin tước ở trên Discord đúng không? Có đi kèm tọa độ thì có lẽ là anh em cũng khá là quen rồi. Tuy nhiên mà không cần gửi tọa độ mà cũng xin được tước thì hơi ảo My Canada. Nên chúng ta sẽ cùng xem bức hình bên dưới để xem là liệu làm như thế nào. Cái này thì lần đầu tiên tôi nghe. Đó, tuy nhiên thì khi mình thấy cái hình ở dưới thì mình lại không thấy cái bức hình xin tước đấy đâu. Đó, đây là những cái bức hình của những cái chủ đề sau. Thì có lẽ cái bức hình gọi là xin tước nó đã bị vấn đề gì đó nên không thấy nữa. Thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tiếp. Tất cả tài khoản nhập cư vào Kingdom mình đều phải khai báo nhập cư đầy đủ, farm của ai và số ID. Tất cả tài khoản nhập cư không được khai báo đều nằm trong danh sách truy vết và chỉ cần ở trong tức thì có thể tìm kiếm tọa độ thành phố và tiêu diệt. Việc này giảm thiểu những người cày bán tài nguyên trái phép, cố ý nhập cư vào Kingdom mình, hoặc cũng hạn chế những thành phần vào cướp rồi bán. Nó sẽ được quản lý rất chặt chẽ. Nếu bất cứ tài khoản lạ nào đến, nó sẽ được hiển thị trong Lost Temple theo cơ chế game và bạn dễ dàng check được. Sau đó nó sẽ bị truy vết bởi mỗi đợt bên mình dọn tài khoản lạ. Vì vậy anh em nào có ý định bay hạc farm đến Kingdom mình để bán red thì xin hãy đổi ý, vì lỡ chẳng may mình check tài khoản lạ zero nhầm thì lại thiệt hại cả đôi bên. Ok, thì đây là hết cái phần 1. Thì ở đây ấy, mình rất là tò mò cái việc làm thế nào để gọi chỉ cần chat một câu, hoặc là làm thế nào để có thể tìm ra vị trí của một người chơi ở một trong Kingdom. Mình hy vọng nó không phải tìm thủ công. Nếu mà tìm thủ công thì ok, nó là kiểu tay chân rồi, hoặc có một số cái phần mềm có thể làm được. Còn nếu mà có thể gọi là lấy từ dữ liệu của game mà tìm ra được tọa độ người chơi thì tôi phải nói là quá đỉnh. Nên cái này tôi không biết nha anh em, tại vì ở dưới thì có nói là chia sẻ hình nhưng mà mình tìm ở dưới thì không thấy hình. Tiếp đó đến một cái chủ đề thứ hai, đó là Q-Point và Deathtroop không phải là tất cả để đánh giá một người chơi tốt. Nếu trước giờ mọi người thường quan tâm tới Q-Point và Deathtroop để đánh giá KPI của các thành viên, thì bên mình cũng có thêm một chỉ số nữa, đó là quân đã được chữa lành trong KVK. Cái này tùy vào quan điểm của các leader mỗi Kingdom, nhưng bên mình sẽ thường chú trọng tới quân số được chữa lành hơn, vì nếu ai chữa càng nhiều, họ đã càng tốn nhiều speed, càng nhiều tài nguyên cho KVK và lối chơi của họ rất cống hiến, luôn là tăng cơ hoặc thường xuyên chạy bôn để kéo giãn bôn của địch. Tất nhiên vẫn sẽ có những trường hợp người chơi này gà quá hoặc tech họ yếu quá nên chiến đấu luôn lỗ, nhưng Kingdom mình thì trường hợp này rất ít. Đó, stat này không được hiển thị công khai trên profile nên mình tin là có ít Kingdom nào có thể thống kê được, nhưng bên mình vẫn có người có thể làm được điều này và thực sự nó rất hữu ích. Bên mình có thể mò được rất nhiều chỉ số có ích trong quá trình quản trị hoặc đánh giá hiệu quả của các thành viên trong KVK và dựa vào đó để đưa ra các quyết định công bằng nhất cho mọi người, hoặc đơn giản là dành sự tôn trọng cho những người chơi hy sinh nhiều nhất trong một mùa KVK. Tất cả những người cống hiến nhiều đều xứng đáng được ghi nhận. Ngay cả trước khi KVK hay trong KVK, bên mình đều phân tích rất nhiều số liệu, kể cả thực chiến hiện tại và số liệu quá khứ của Kingdom đối thủ và đồng minh để lên chiến lược. Ngoài ra, ngay trong cả cuộc chiến, bên mình cũng có thể có một số chỉ số đánh giá về đối thủ và nó cũng rất hiệu quả. Ví dụ ở đây như là thống kê số lượng người chơi đang online của tất cả Kingdom đối thủ và đồng minh tại cùng một thời điểm. Wow! Ví dụ trong Kingland vừa qua, bên mình biết chính xác đồng minh và kẻ địch đang có bao nhiêu thành viên online. Từ đó cũng có thể đưa ra nhận định về việc phân bổ người chơi ở từng khu vực và chiến lược tấn công hay chỉ phòng thủ. Số cuộc hành quân của kẻ địch mang ra khỏi đèo ngay khi mở đèo. Cái này sẽ chỉ có tác dụng đánh giá xem thành viên của kẻ địch có bao nhiêu người chơi sử dụng 6 đạo hay 7 đạo và đánh giá sức mạnh bôn của kẻ địch. Tuy nhiên, nó mang tính tham khảo nhiều hơn vì bạn không có kịp thời gian để xem các chỉ số này nếu Kingland đã mở. Và cuối cùng là số lượng người chơi VIP 18 của bạn và kẻ địch. Wow, thì đến với cái gọi là chữ thứ hai đi. Cái vấn đề thứ hai này mình thấy khá là hay, và mình cảm giác là có lẽ 2377 đang có một cái gì đó khá là gọi là lợi hại trong tựa game này, đúng không? Việc mà các bạn biết được là Kingdom các bạn online bao nhiêu người đó là một chuyện rồi, nhưng các bạn đã biết được cả kẻ địch, biết được cả đồng minh. Mình nghĩ là biết được cả đồng minh thì ok, đồng minh thì chúng ta có thể nói chuyện với nhau được, nhưng mà biết được kẻ địch thì là một cái khá là chí mạng. Các bạn sẽ biết được là à, giờ đấy địch thật sự online bao nhiêu người, và ở dưới thì thậm chí là có cả là biết được số cuộc hành quân của kẻ địch mang ra khỏi đèo ngay khi mở đèo. Thì cái này phải nói là quá ảo anh em ạ.
Đó, đương nhiên là bài viết này ấy, mình chia sẻ với các bạn là ở dưới cái tinh thần là anh em đọc để biết, để tham khảo thôi nhá. Chứ thật ra thì mình cũng không thể biết được hết tất cả những cái mánh mẹo ở trong tựa game này. Bởi vì đôi khi sẽ có những cao thủ đúng không, họ có thể bằng một cách nào đấy họ can thiệp được vào game chẳng hạn đó, hoặc là họ như thế nào đấy chúng ta không biết. Biết thì lại không phải là gọi là cái ăn tiền của Kingdom nữa. Tiếp đó là điều tra thành tích của các ứng viên nhập cư dựa vào việc check số quân đã chữa lành. Đó, ngoài ra việc phân tích dữ liệu cũng giúp ích trong quá trình tuyển dụng. Cụ thể gần đây bên mình có nhận được một đơn nhập cư từ một thành viên người Nga có thành tích là 2 BQ point mùa gần nhất, nhưng bên mình cũng nhận được report thành viên này cuối mùa trước khi kết thúc KVK đã búp là 600 triệu Q. Đó, dựa vào thông tin này thì bên mình đã check số lượng quân chữa lành của bạn ấy trong khoảng thời gian trên, và bạn ấy chữa lành rất ít nhưng tăng hơn là 500 triệu Q point, là thông tin report chính xác. Nói cách khác thì có thể check được số lượng quân đã chữa lành của bất kỳ thành viên nào khác từ bất cứ một kingdom nào. Wow. Kiểu càng đọc càng ảo ma nhở. Đó, ok. Và cuối cùng là một chỉ số ít người để ý đến, đó là chỉ số chiến thắng. Mỗi khi tiêu diệt kẻ địch, đánh bại một kẻ địch thì bạn được một điểm. Ở chỉ số bị đánh bại, nếu bạn bị méo mặt thì bạn được một điểm. Chỉ số này sẽ cho thấy lối chơi của họ. Nếu bạn muốn biết trong KVK có nhiều thành viên sẵn sàng đẩy bôn theo marker của bạn hay không, hãy theo dõi chỉ số bị đánh bại của họ. Đây là một chỉ số ít được mọi người quan tâm, nhưng nó cũng đánh giá lối chơi của các thành viên. Hãy tưởng tượng nếu tất cả thành viên của bạn đều chiến đấu giật lùi và không ai sẵn sàng chiến đấu tới chết thì bạn sẽ không bao giờ đẩy được bôn. Mình có hai ví dụ về hình ảnh bên dưới về điển hình của hai lối chơi. Một người Hàn chuyên open field và anh ấy chắc chắn thường xuyên rút lui, còn một người Ả Rập thì thường xuyên tăng bôn và chiến đấu tới chết và lỗ rất nhiều. Có thể bạn nghe về những gì mình chia sẻ cảm thấy nó khá phi lý hoặc khó tin, nhưng đó là những gì bên mình đã làm và đã làm được. Mình chia sẻ mình thấy rằng những điều này có thể có ích trong việc quản lý kingdom của mọi người, đặc biệt là những kingdom quốc tế khi thành viên quốc tế rất coi trọng sự công bằng. Ok, một bài viết mình nghĩ là khá là dài, trước hết là khá là dài. Ở đây là có cái bảng, mình sẽ tạm gọi là bảng KPI của KVK vừa rồi 2377 đi. Thì ở đây mình thấy có tỷ lệ là trading này, bôi đỏ Mr. Hope thì có khả năng là lỗ đâu, tôi đoán thế, đúng không? Có khả năng là lỗ. Total Q rồi QT4, T5, ok. Tiếp đó là cái kiểm tra xem ai nhập cư, thực ra cái này thì các bạn đơn giản trong game có sẵn. Tiếp đó là cái gọi là so cái gọi là tỷ lệ đánh bại với méo mặt. Thực sự cái này đến bây giờ mình mới biết anh em. Đó là cứ đánh bại một kẻ địch méo mặt thì được một điểm, còn bị đánh bại tức là bị méo mặt thì được một điểm. Ok. Thì ở đây các bạn thể thấy so sánh hai bức hình này, một ông thì chiến thắng là 308.000 mà đánh bại có 4.991 thôi, và một ông là chiến thắng 346.000 và đánh bại là có 19.000 thôi. Ok, thì theo như cái lập luận đó thì ông bên phải sẽ là ông gọi là tăng bôn nhiều hơn, còn ông bên trái thì sẽ là ông đánh nhấp nhả nhiều hơn. Tự nhiên nói đây phải vào check trong game tí, tại mình không bao giờ để ý đến chỉ số đấy các bạn. Ok, thì ở đây mình chiến thắng là 373.000 lần và bị đánh bại có 3.400 lần đấy các bạn. Tôi nhấp cũng hơi kinh. Nói sao ta, mình thì mình nghĩ đấy là một bài chia sẻ rất tân huyết của kinh 2377, nhưng mà mình cũng gọi là cũng phải có một tí gọi là bình luận của mình. Mình thì mình nghĩ là cái việc mà tăng bôn ấy thì đúng là quá tuyệt vời. Các bạn đánh bôn mà có người tăng cho anh em lên nhấp ấy, là cái điều sướng nhất trong tựa game này luôn. Tại lúc đấy các bạn sẽ được xả skill thoải mái, free target luôn. Nhưng mà cái việc tăng bôn ấy thì cũng đánh đổi lại một điều, đó là cái người đó sẽ bị lỗ cực kỳ nhiều và chắc chắn người đó phải là bot. Anh em mà lên tăng bôn cứ lên một phát khoảng đầy cái viện T5 thôi, đúng không? Khoảng 500-600 nghìn T5 các bạn chữa phát mất mười mấy ngày, các bạn ra khoảng 2-3 lượt là mất khoảng 1 tháng tăng tốc rồi. Thì cái lượng tăng tốc và tài nguyên tốn rất là nhiều. Tài nguyên thì mình nghĩ là các bạn có thể chủ động được bằng nhiều cách, có thể là tạo arc farm đúng không? Nhưng mà tăng tốc thì thật sự rất là khó kiếm, và chỉ những anh em nào mà mình nghĩ là phải nạp nhiều là một. Thứ hai là có gọi là rương từ liên minh thì mình nghĩ là sẽ dễ dàng cho cái việc tăng bôn hơn. Đấy, chứ còn nếu mà bảo tất cả người chơi tăng bôn thì rất là khó. Mình nghĩ là một kingdom thì chúng ta sẽ cố gắng cân bằng đúng không? Sẽ có những bot chịu cống hiến, chịu hy sinh. Đấy, có thể là khoảng 10-20% là các bot lên tăng thôi, còn lại anh em đánh nhấp nhả được thì mình nghĩ vẫn là một cái lựa chọn hợp lý hơn. Đấy, dù sao thì cái ý cuối cùng ấy cũng mang cái hàm ý chia sẻ là để các bạn có thông tin tham khảo thôi, chứ cũng không hẳn là nói là gọi là ai cũng phải tăng cơ các bạn. Tại vì thực sự thì 2377 hiện tại cũng là một trong những kingdom mạnh nhất game rồi, đúng không? Cùng với 1960, 2489 thì bên cạnh cái việc họ có những cái nick chất lượng này, đúng không? Những người chơi có nạp tiền thì cái số lượng rương vàng, speed họ hồi được
sau những đợt KVK thì đều rất là lớn, thì cái điều đấy cũng sẽ giúp, cũng sẽ là một cái phần động lực để giúp cho anh em ở những kingdom đấy có thể dũng cảm hơn tăng môn. Tại vì nếu mà không tăng thì biết đâu mùa sau lại không được ở đấy nữa thì sao. Đó, ok, mình nghĩ là một bài viết hay và đặc biệt là có nhiều thông tin lần đầu mình nghe. Ví dụ như là biết được là kẻ địch có bao nhiêu đạo này, hay là biết được kẻ địch online bao nhiêu người. Hôm trước thì mình có nhớ một cái KVK nào đấy, mình có làm video mà quét được cả số VIP 17, 18 của kingdom địch luôn. Ok, thì cũng là mấy ông Hàn Quốc đấy làm hay sao ấy. Và video của mình đến là kết thúc rồi. Các bạn có cảm nghĩ như thế nào về hai cái bài viết được mình chia sẻ trong video ngày hôm nay, về boss Peppa, liệu các bạn đã từng gặp Peppa chưa, và về cái quản lý kingdom giống như 2377 thì liệu anh em thấy là cái cách quản lý kingdom đấy có giúp kingdom của các bạn phát triển hơn hay không, thì anh em hãy bình luận phía bên dưới nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye.